Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình gồm có những nội dung chính sau. Lễ trao quyết định công nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đợt 3 năm 2017. Quốc Oai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy. Hội nghị giải quyết vướng mắc trồng lấn đường trục chính Bắc Nam, khu đô thị Quốc Oai với khu đô thị N1+N3, khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai. Quốc Oai công bố quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên ban quản lý tạm thời di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia tiến hành kiểm tra thẩm định hai trường mầm non Tân Phú và mầm non Đại Thành. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện giám sát công tác triển khai thực hiện các khoản thu chi năm học 2017-2018 tại trường mầm non thị trấn Quốc Oai B và trường mầm non Tuyết Nghĩa. Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thôn Bãi Ngoại, xã Hiệp Tuyết. Phóng sự Quốc Oai sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tổ chức lễ trao quyết định công nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đợt 3 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy, chủ trì buổi lễ. Thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công nhận người hoạt động cách mạng, đến nay huyện Quốc Oai có tổng số 91 người được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trong đó 46 cán bộ lão thành cách mạng và 45 cán bộ tiền khởi nghĩa. Công tác thiết lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt hồ sơ, đề nghị xét công nhận người hoạt động cách mạng tháng 8 năm 1945 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, đúng hướng dẫn của cấp trên. Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2017, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp nhận 73 hồ sơ, trong tổng số 86 hồ sơ đã rà soát của 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, hồ sơ đã thẩm định và gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét là 70 hồ sơ, số hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền xét công nhận người hoạt động cách mạng là 41 hồ sơ. Trong đợt này, ngoài 23 đồng chí được Huyện ủy trao quyết định, thì có 5 đồng chí vinh dự được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi quyết định về tận nhà cho thân nhân gia đình hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy đã bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân gia đình của họ. Được công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa là một vinh dự lớn lao đối với bản thân, gia đình người hoạt động cách mạng. Tôi tin tưởng rằng các gia đình, thân nhân, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã, đang và sẽ luôn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của cha ông, truyền thống của gia đình, giáo dục con cháu sống gương mẫu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Cũng nhân dịp này, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương cần thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, thực hiện tốt chính sách người có công, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện và gia đình, thân nhân người đề nghị công nhận cán bộ hoạt động cách mạng tiếp tục rà soát, thu thập tài liệu, thông tin, hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận người hoạt động cách mạng, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy
Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ huyện Quốc Oai trong việc thực hiện công tác này, đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2017, huyện ủy Quốc Oai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các ban xây dựng đảng trong suốt chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và ngành xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy. Ngay sau khi đảng ta được thành lập, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chú trọng quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức bộ máy của đảng, nên Trung ương Đảng đã lấy ngày 1 tháng 8 là ngày truyền thống ngành tư tưởng văn hóa, ngày 14 tháng 10 là ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng, ngày 15 tháng 10 là ngày truyền thống công tác dân vận, ngày 16 tháng 10 là ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng và ngày 18 tháng 10 là ngày truyền thống văn phòng cấp ủy. Đối với Đảng bộ huyện Quốc Oai, vào mùa xuân năm 1938, Quốc Oai đã có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn với 3 đồng chí. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Đảng bộ huyện Quốc Oai đã có 43 tổ chức cơ sở đảng với 7.252 đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức kiểm tra dân vận, tuyên giáo, văn phòng, cấp ủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp việc, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, luôn tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác xây dựng đảng để giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giải quyết vướng mắc chồng lấn đường trục chính Bắc Nam, khu đô thị Quốc Oai với khu đô thị N1 cộng N3, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây phê duyệt tại quyết định số 1926 ngày 23 tháng 10 năm 2017. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại quyết định số 5446 ngày 2 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại quyết định số 7153 ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 4.340m, mặt cắt ngang nền đường là 42m, chiều rộng mặt đường 10,5m x 2 bằng 21m, giải phân cách giữa là 6m, hè đường mỗi bên rộng 7,5m. Đến nay cơ bản đã thi công xong toàn bộ các hạng mục công trình, trừ đoạn km 0 cộng 700 đến km 0 cộng 900 do chồng lấn dự án, trong đó có một phần diện tích đất của công ty Azurental Việt Nam đang thuê. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành liên quan của thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, công ty Azurental đã thống nhất ủng hộ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Các nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và huyện Quốc Oai để phục vụ mục tiêu chung của thành phố và của huyện. Quy hoạch điều chỉnh chi tiết 1/500 khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai được thực hiện theo văn bản số 9588 ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 20 tháng 10 năm 2017. Các sở ngành có liên quan hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh giấy phép đầu tư và các vấn đề liên quan xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 để các nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà xưởng. Công ty Azurental Việt Nam sau khi có quyết định phê duyệt vị trí đất mới của Ủy ban nhân dân thành phố và được tạm giao vị trí đất mới, công ty sẽ tạm bàn giao một phần diện tích đất bị thu hồi vào dự án đường trục chính Bắc Nam để Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai thi công tuyến đường theo tiến độ đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đảm bảo tạo mọi điều kiện để công ty Azurental Việt Nam hoạt động bình thường trong thời gian xây dựng vị trí mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị công bố quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên ban quản lý tạm thời di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Theo quyết định số 7267 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về việc kiện toàn ban quản lý tạm thời di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy thì ban quản lý di tích chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa Thông tin huyện, của Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố Hà Nội.
ban quản lý di tích chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban dân huyện trong việc quản lý bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, khoa học của quần thể di tích, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu sưu tầm tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của di tích, tổ chức việc kiểm kê bảo quản, tu bổ tôn tạo khu di tích theo quy định của nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức hoạt động dịch vụ tại khu di tích, hướng dẫn phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước, giữ gìn bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường, tổ chức thu phí thắng cảnh theo quy định, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản được cấp có thẩm quyền giao cho đảm bảo đúng mục đích hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 10 năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện do đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra thẩm định hai trường mầm non Tân Phú và mầm non Đại Thành. Năm 2017, trường mầm non Đại Thành được xây dựng với quy mô 2 tầng khang trang sạch đẹp, có đầy đủ các trang thiết bị để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Năm học 2017-2018, nhà trường có 16 nhóm lớp và 460 cháu. Trường có 47 giáo viên, nhân viên. Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được theo dõi đánh giá theo bộ chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%. Cán bộ, quản lý đều có trình độ trên chuẩn. Trình độ giáo viên 100% đạt chuẩn. Trong đó trên chuẩn chiếm 84,3%. Trường Mầm non Tân Phú có tổng diện tích là 15.515m2 với 16 phòng học kiên cố, một bếp ăn, một khu hiệu bộ với đầy đủ các phòng học, các phòng chức năng cùng các trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời, đảm bảo đủ điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt chất lượng. Năm học 2017-2018, trường có 460 trẻ với 15 nhóm lớp. Trường có 42 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó đạt chuẩn 100% và trên chuẩn chiếm 61,5%. Sau khi tiến hành kiểm tra thẩm định và đối chiếu theo 5 tiêu chuẩn quy định của Sở Giáo dục Đào tạo, gồm tổ chức quản lý nhà trường, đội ngũ giáo viên nhân viên, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị, thực hiện xã hội hóa giáo dục, đoàn đã kết luận hai trường mầm non Đại Thành và Tân Phú đều đạt 5 tiêu chuẩn theo đúng quy định. Tuy nhiên, đoàn cũng yêu cầu hai nhà trường cần sớm khắc phục một số hạn chế để đạt được kết quả tốt nhất trong đợt kiểm tra sắp tới của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi giám sát công tác triển khai thực hiện các khoản thu chi năm học 2017-2018 tại trường mầm non thị trấn Quốc Oai B và trường mầm non Tuyết Nghĩa. Kết quả giám sát cho thấy, công tác thực hiện các khoản thu chi năm học 2017-2018 của trường mầm non thị trấn Quốc Oai B và trường mầm non Tuyết Nghĩa được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã tổ chức họp ban giám hiệu, họp hội đồng nhà trường, họp phụ huynh toàn trường, họp ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất chủ trương các khoản thu chi, đồng thời tuyên truyền vận động và triển khai thu các loại quỹ theo quy định, các khoản thu hộ, khoản thu theo thỏa thuận, các khoản thu chi được thực hiện công khai, xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ thống nhất với ban đại diện hội cha mẹ học sinh và báo cáo phòng giáo dục và đào tạo huyện. Thực hiện việc công khai niêm yết các khoản thu chi rõ ràng, chi tiết theo quy định. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị trong thời gian tới, các nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các văn bản và hướng dẫn của cấp trên về quản lý thu chi đảm bảo đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh về công tác thu và sử dụng thu, tạo sự đồng thuận nhất quán với hội phụ huynh học sinh. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo được niềm tin của nhân dân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Kiều Thị Đúc, hộ nghèo thôn Bái Ngoại, xã Liệp Tuyết. Sau gần 4 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với diện tích 110m2, mái đổ bê tông, móng bề cốt sắt nền láng xi măng, tổng chi phí xây dựng là gần 300 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo, phần còn lại từ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con làng xóm và nguồn quỹ của gia đình.
Trong dịp này, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức bàn giao 5 ngôi nhà đại đoàn kết gồm 4 nhà ở xã Liệp Tuyết và 1 nhà ở xã Nghĩa Hương. Toàn bộ số tiền hỗ trợ cho các gia đình là của nhà hảo tâm Lương Y Tạ Quang Hải, xã Sài Sơn, hỗ trợ 200 triệu cho các gia đình. Tại lễ bàn giao nhà, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và xã Liệp Tuyết đã tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Được biết, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 190 hộ gia đình được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã bàn giao 190 ngôi nhà đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm xã hội cao cả của huyện và các tầng lớp nhân dân trong công tác trợ giúp người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 20 tháng 10, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Ngọc Liệp đã tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 nhân kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng thủ đô và ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên. Tham gia hội diễn có 4 đội đến từ các thôn với những diễn viên không chuyên là cán bộ hội viên nông dân phụ nữ, đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn xã. Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên, qua đó phát hiện những tài năng về ca múa nhạc để tiếp tục bồi dưỡng, trở thành những hạt nhân văn hóa văn nghệ, phục vụ công tác tuyên truyền cho đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Các đội đã mang về hội diễn 12 tiết mục ca múa nhạc với những màu sắc đa dạng phong phú, được dàn dựng công phu, tỉ mỉ, mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao, đã đem đến không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã đến xem cổ vũ. Các tiết mục biểu diễn đều thể hiện được chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh những tấm gương sáng, ca ngợi về truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi của thôn Ngọc Phúc, một giải nhì thôn Ngọc Bài và trao hai giải ba cho thôn Đồng Bụt và thôn Liệp Mai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1954, 20 tháng 10 năm 2017, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại sân vận động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải kéo co nữ và ngày hội sáng tạo của phụ nữ lần thứ tư năm 2017. Với các hoạt động sôi nổi, thiết thực, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và thực sự là sân chơi bổ ích cho chị em phụ nữ trong huyện. Nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng luyện tập thể dục thể thao của phụ nữ trong toàn huyện, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải kéo co nữ huyện Quốc Oai năm 2017. Giải đã thu hút 22 đội với trên 200 chị em phụ nữ tham gia, trong đó có 21 đội là cán bộ hội viên phụ nữ các xã thị trấn và một đội là chị em của Hội Phụ nữ Công an huyện. Các trận đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự cố gắng hết mình của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chiến thắng sau nhiều trận vòng loại, hai đội đến từ xã Cấn Hữu và Đông Xuân đã vào gặp nhau tại trận chung kết đầy gay cấn. Tuy nhiên, với ưu thế mạnh hơn về thể lực và kỹ thuật thi đấu, xã Đông Xuân đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về xã Cấn Hữu, đội Nghĩa Hương và Hòa Thạch đồng giải ba. Để đạt được kết quả cao khi tham gia giải lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn các vận động viên đủ sức khỏe, luyện tập thường xuyên. Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi hôm nay được về tham dự với giải kéo co của huyện Quốc Oai năm 2017 để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Và nhất toàn huyện chúng tôi đã tập hợp chị em luyện tập tranh thủ vào những cái giờ buổi tối. Do đặc điểm Đông Xuân thì các chị em cũng tham gia là các công ty đi làm ăn ở các công ty, chính vì vậy là tranh thủ những buổi tối, buổi trưa là cho chị em là luyện tập để chọn ra những vận động viên có đủ sức khỏe để tham dự về cái giải ngày hôm nay. Sau cái giải kéo co năm nay thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai là sẽ tổ chức ra nhiều cái hoạt động bổ ích hơn nữa để cho chị em phụ nữ có nhiều cơ hội để học hỏi, cọ sát với các đội bạn trong ở huyện nhà.
Bên cạnh không khí sôi động đầy khí thế của cổ động viên dành cho các đội thi đấu kéo co, thì không khí tại ngày hội sáng tạo của Hội Phụ Nữ lần thứ tư cũng náo nhiệt không kém. 23 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của các địa phương, các sản phẩm do các chủ doanh nghiệp nữ sản xuất kinh doanh đến từ Hội Liên hiệp Phụ Nữ của 21 xã thị trấn và câu lạc bộ nữ doanh nghiệp huyện tham gia, như bánh do, bánh gai, chè lam của Hội Phụ Nữ xã Sài Sơn, ổi găng Phật thủ của Hội Phụ Nữ xã Đại Thành, hay miến rong, đậu phụ, bánh chưng của Hội Phụ Nữ xã Tân Hòa, Cộng Hòa, v.v. Tất cả các sản phẩm trưng bày đều là đặc sản của các địa phương do chính tay chị em phụ nữ làm ra. Và đây cũng chính là những sản phẩm hàng ngày giúp chị em nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tham gia cái ngày hội sáng tạo kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thì Hội Phụ nữ xã Sài Sơn cũng tham gia những sản phẩm như là bánh gai, bánh do và bánh chè nam và nấm. Các cái sản phẩm do bàn tay của chị em phụ nữ xã Sài Sơn tự tay làm để giới thiệu sản phẩm. Thì qua cái buổi tham gia cái trưng bày sản phẩm hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn rằng Hội Phụ nữ huyện cũng tổ chức nhiều những cái buổi trưng bày sản phẩm để chị em phụ nữ xã Sài Sơn và cũng như là chị em phụ nữ trong huyện tham gia trưng bày các sản phẩm truyền thống của quê hương. Với những sản phẩm mang nét đặc trưng của từng địa phương, cộng với cách trang trí gọn gàng đẹp mắt của các gian hàng và những trận kéo co gay cấn, không chỉ thu hút sự quan tâm của cán bộ hội viên phụ nữ mà còn có rất nhiều nam giới đến và cổ vũ cho các chị em. Tôi là Nguyễn Văn Trắng, là quê ở Nghĩa Hương, đây là cổ động viên của đội kéo co nữ xã Nghĩa Hương. Thì chúng tôi là thường theo sát cái giải kéo co hàng năm của phụ nữ Quốc Oai đứng ra tổ chức và cái hội chợ của chị em, thì tôi rất là vui vẻ mà tôi đã từng là cổ động viên của đội kéo co của xã Nghĩa Hương. Và bản thân tôi là thường sát cánh với các cái phong trào thể dục thể thao của xã Nghĩa Hương, nhất là môn bóng đá và nhất là môn bóng đá nữ của xã Nghĩa Hương, mà lần này tôi là cổ động viên cho đội bóng, cho đội kéo co của xã Nghĩa Hương, mà chúng tôi rất là phấn khởi mà thường sát cánh cùng mấy đội để tham gia và ủng hộ cái tinh thần của phụ nữ Nghĩa Hương nói chung và Quốc Oai và thành phố Hà Nội là nói chung, để xây dựng một cái phong trào thể dục thể thao của nữ bằng tất cả các đất nước đều là thành công tốt đẹp. Với mục đích tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về ngày truyền thống 87 năm trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những đóng góp của các chị em trong công cuộc xây dựng bảo vệ thủ đô và đất nước thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực. Ngay từ những ngày đầu tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu giải kéo co, đăng ký các gian hàng trưng bày tại ngày hội sáng tạo của chị em phụ nữ, tổ chức các hoạt động trang trọng thiết thực hiệu quả, tạo không khí sôi nổi phấn khởi trong các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ. Trong cái không khí thi đua sôi nổi, các cấp hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và ngày Phụ nữ Việt Nam, thì thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Thế đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao của huyện tổ chức ngày hội sáng tạo lần thứ tư năm 2017 và tổ chức giải kéo co nữ huyện Quốc Oai năm 2017 với sự tham gia đông đảo của các vận động viên là cán bộ hội viên phụ nữ trên 21 xã thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện. Thì có thể nói rằng với các hoạt động rất là thiết thực cũng đã nhằm để thu hút chị em, tạo một cái không khí thi đua sôi nổi, thu hút chị em tham gia hoạt động phong trào của hội. Thì với ngày hội sáng tạo năm 2017, thì nhân cái dịp 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức trưng bày các sản phẩm do chính bàn tay chị em phụ nữ cũng đã làm lên những cái sản phẩm của mỗi cái làng nghề truyền thống. Thì đối với các gian hàng thì có thể nói là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như cơ sở cũng đã chuẩn bị
rất là công phu để cho cái ngày hội sáng tạo được diễn ra sôi nổi và có hiệu quả. Với nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, các cấp hội phụ nữ trong huyện thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng chính là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện giao lưu học hỏi và tăng cường đoàn kết rèn luyện thể dục thể thao, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo của chị em phụ nữ trên các lĩnh vực, từ đó nâng cao chất lượng công tác phong trào của hội phụ nữ các cấp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn.